chưa hiểu gì chị rõ lắm. Dạ dạ sao dạ, bình tĩnh đi. Dạ dừng xe lại đi, tôi kêu là cô dừng xe lại. Tôi căm ghét cô. Giờ đây xa cách muôn phương, em vẫn chờ, phương vẫn tìm bóng dáng anh xa, sương trắng màu tóc em lệ phép mi. Hận thù còn chưa dứt, tim càng thêm đau đớn. Hương thơm thì đủ, nhưng mình nghĩ nếu việc mang trễ hơn chút nữa, hy vọng cho hương vị đậm hơn. Nhưng không được, giữa hai vị này rất gần nhau, nên việc mang sao cho đúng đây. Mình nhất định phải tìm cho ra. Bây giờ mình phải làm sao để cho con nhỏ nó im miệng, không nói lại với cậu Bảo. Nhìn cái mặt là không ưa rồi. Được, nếu vậy thì tao chịu thiệt trước, rồi tao tính chuyện với mày sau. Chú vào đây làm gì? Dạ, tôi muốn xin lỗi cô về chuyện đêm hôm qua. Tại vì đêm hôm qua tôi hơi quá chén, cho nên tôi có hành động không phải đối với cô. Tôi mong cô bỏ qua, đừng nói lại với cậu Bảo nha. Loại người xấu xa như ông ta, tính tình không thay đổi, từ nay mình càng phải cẩn thận hơn với ông ta. Chắc là ông ta đã thấy mình với anh Bảo nói chuyện với nhau nên mới úp mở như vậy. Nếu chú đã nói vậy thì tôi không truy cứu chuyện này thêm nữa. Nhưng tôi mong là từ nay về sau chú sẽ không tái phạm nữa. Nếu không thì... Tôi xin hứa với cô là tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Sau này có việc gì cần thì cô cứ nói với tôi, tôi sẽ hỗ trợ cô hết mình. Nếu không còn chuyện gì nữa, chú ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc nữa. Dạ, chào cô. Mời anh dùng thử.
Tôi rất hài lòng với sản phẩm mới của công ty anh. Nếu mà sản phẩm này chính thức được tung ra thị trường á, thì tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Cảm ơn anh vì luôn ủng hộ Gia Hưng. Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác lâu dài với bên công ty của anh. Là khách hàng của Gia Hưng mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên ban giám đốc các anh đã vào tận Sài Gòn trao đổi công việc với chúng tôi. Sau này chúng tôi sẽ thường xuyên vào Sài Gòn để trao đổi và hợp tác với quý công ty. Tôi sẽ ký hợp đồng và nhận sản phẩm mới của công ty anh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ giới thiệu với lại hệ thống siêu thị bạn để giới thiệu sản phẩm mới của công ty Gia Hưng mấy anh đến với người tiêu dùng. Dạ, dạ. Rất cảm ơn anh. Mong anh sau này sẽ tiếp tục giúp đỡ công ty của chúng tôi. Vậy công việc bữa nay đã xong, tụi em xin phép về trước, không làm phiền anh. Hy vọng là một lúc nào đó có thời gian, anh cho phép tụi em mời anh một bữa cơm thân mật. Nhất trí thôi, được người đẹp để mời, tôi phải nhận lời thôi. Dạ cảm ơn anh. Công việc hôm nay coi như là thuận lợi rồi. Bây giờ anh muốn về khách sạn hay là muốn đi đâu? Cô đừng có nghĩ làm được một chút xíu chuyện là cô giỏi. Mọi chuyện chẳng qua là may mắn thôi. Với lại từ uy tín của công ty đã có sẵn từ trước. Tôi không hề nói là tôi giỏi, và tôi cũng không hề có ý định giành công. Nên những lời anh nói rất là thừa thãi. Ngược lại, tôi thấy anh, chính anh mới là người đang giành công đó. Trong làm ăn, tất nhiên sẽ cần đến may mắn và uy tín. Nhưng sự nhiệt tình và tâm huyết đặt vào đó mới quyết định được thành bại. Nếu không tin, anh cứ hỏi đi. Đừng hòng tôi tin vào những điều cô nói. Ngoe ngoẩy ngoe ngoẩy, thế mà ghét. Tao bắn cho mày chết nè. Mày đặt la lối á mày. Tao diệt cho mày chết luôn nè. Đó, mày ghét lắm. Tao bắn cho mày chết nè. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Cái bản mặt hả? Bắn. Cho mày chết nè. Cho mày chết nè. Tôi cần yên lặng để tập trung cho công việc. Anh có thể tắt âm thanh hoặc là đeo tay phone được không? Nè, cô muốn làm việc á thì cô làm việc đi. Tôi chơi đó là chuyện của tôi. Cô không muốn có âm thanh, nhưng mà tôi chơi game tôi phải có âm thanh. Tao bắn cho mày chết nè, tao bắn cho mày chết nè. Mày bắn mày thấy ghét. Cô làm gì vậy? Trong lúc cô ta làm việc thì nghiêm túc như vậy. Có lẽ nếu không trải qua chuyện đau buồn trong quá khứ, cô ta sẽ là một người rất thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. Sao lại cứ phải sống trong oán hận để làm gì chứ? Bản thân cô có vui không? Dính gì? Ủa chưa thấy phụ nữ bao giờ hả? Nhìn cô làm việc được không? Cô không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cô? Người gì đâu mà khó khăn, khó chịu, khó khăn, khó ở. Sao đêm nào cô cũng uống rượu hết trơn vậy hả? Mấy năm nay tôi đã quen như vậy rồi. Không uống rượu tôi không ngủ được. Việc gì cô phải hành hạ mình như vậy chứ? Cô đang đánh mất đi thời gian quý báu của mình vì thù hận đó. Cô nên mở lòng ra để tha thứ và cũng để giải thoát cho chính bản thân mình. Anh không hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu thương như thế nào đâu.
rồi. Nếu mình mà đi theo cô ta, chỉ sợ cô ta hiểu lầm mình quan tâm tới cô ta cho xem. Mặc kệ cô ta, một con người cố chấp như vậy không đáng được nhận sự quan tâm của mình. Em ơi em, đi xe ôm không? Em lên xe đi, anh chở đi. Đi xuống địa ngục thăm Diêm Dương, có đi không? Giỡn hoài em. Trẻ đẹp vậy mà đòi tự tử, tiếc quá. Bộ thất tình hả? Lên đi đi, lên xe anh chở đi. Thất tình đó thì sao? Không xuống địa ngục được á thì biến đi. Nè, trẻ đẹp vậy á mà chết là phí phạm đời người lắm, em biết không? Đi lên xe đi, anh chở lên thiên đàng nè. Đi nè, làm gì vậy? Đi theo anh đi. Anh làm gì đó? Chết uổng ra. Uổng ra. Ai làm cái gì vậy hả? Tôi sao sợ hả? Mày chuyện của mày. Mày làm gì đó? Mày gì vậy? Chườm vết thương. Cảm ơn. Cả bản năng tự vệ cho mình trước khó khăn cũng không có. Chả lẽ từ nhỏ tới giờ anh toàn phụ thuộc vào cha mẹ hả? Không thể tự sống và bảo vệ cho bản thân được à? Nè, tại ai mà tôi bị như vậy hả? Thiệt là uổng công. Sợ cô bị nguy hiểm, đi theo cô cứu cô. Một tiếng cảm ơn cũng không có. Anh nên tự biết lo cho mình thì hơn. Tôi bị như vậy mà cô còn ngồi uống rượu được sao? Tôi chỉ muốn đi dạo một vòng, tìm quán nào đó ngồi uống cho thoải mái, thì lại xảy ra chuyện. Mà nếu như không có anh thì tôi đã chẳng về khách sạn vào giờ này. Thiệt là chán. Làm sao tôi có thể cho thời gian trôi tới sáng mà không cần thứ này. Cô ấy cũng phải vất vả lắm mới tìm được giấc ngủ. Cũng thật là đáng thương. Cô thu thập ý kiến của khách hàng như thế nào rồi? Có ý kiến nào hay không? Tôi xin lỗi. Tôi nghe điện thoại cái nha.
Anh nghe nè. Cuối cùng em cũng gọi được cho anh rồi. Bộ em có chuyện gì gấp cần tìm anh hả? Ở nhà máy đã xảy ra chuyện gì sao? Không hiểu sao trong lòng em bất an và lo cho anh lắm. Nên em muốn biết tin về anh để em yên tâm. Anh không sao hết. Công việc của anh đang rất là thuận lợi. Nhã Hưng á là người rất đam mê với công việc, cho nên có những thay đổi tích cực. Cô ấy đã trò chuyện với anh cởi mở hơn rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó nghe chưa? Anh rất nhớ em. Em cũng nhớ anh lắm. Chỉ xa nhau mấy ngày mà em thấy rất là lâu. Anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc xong anh chạy về với em liền. Anh nhớ đó. Được rồi, anh cúp máy nha. Giữ gìn sức khỏe đó. Dạ. Em chờ anh. Dậy đi. Dậy. Dậy đi. Cô bị thần kinh hả? Cô biết là tôi đang ngủ không? Cô là hồn gì? Hồn siêu phách tán tôi rồi sao? Vậy hồn về đi. Về còn đi làm chứ. Làm gì giờ này? Bây giờ giữa còn sớm mà làm cái gì? Đi đi rồi biết. Dậy. Dậy. Mau lên. Không dậy. Bây giờ anh có dậy không? Dậy mau lên. Mau lên. Cô đúng là biến thái bệnh hoạn. Cô hãy đợi đó. Đi đi đi, mau lên. Lẹ lên đi, làm gì như rùa bò vậy? Cô sao vậy? Mới sáng sớm mà cô đã bị phát điên rồi hả? Cô muốn đi nhanh thì cô đi nhanh đi. Tôi đi chậm thì kệ tôi. Liên quan gì tới cô? Đi, nhanh lên. Ê, bộ tôi là con cô hả? Không phải đi chơi đâu. Gì đó? Đi. Chờ chút, qua đây, qua đây. Tôi ha. À. Anh đoán coi, ai sẽ thắng ván cờ này? Cô rảnh quá. Hả? Anh chờ chút đi. Kệ người ta đi. Nhìn á, thì quân xanh đang thắng thế. Nhưng nếu biết vận dụng thì quân đỏ có thể đánh hòa thế cờ này. Dạ, coi bộ cháu gái cũng rành cờ tướng quá ha. Dạ, tại lúc trước khi rảnh rỗi không có việc gì làm, con hay đánh cờ một mình, cho nên cũng biết chút chút. Vậy á. Vậy nhờ cháu đánh giúp bác. Bác muốn coi có thể đảo ngược tình thế hay không? Được không? Sao con? Biết đánh không? Ồ, vậy là ngoa. Ngoa rồi. Sao con hay quá vậy? Vậy là ngoa. Qua rồi nha. Qua rồi. Dạ. Cháu còn trẻ mà đánh cờ hay quá. Thanh niên bây giờ được như cháu là hiếm lắm. Dạ, nhưng mà cháu có hứng thú với trà hơn. Vậy ha. Bình thường á, hai bác hay uống trà gì? Hôm nay thu thập cũng khá. Tôi thật không ngờ là nhiều người làm cái mát của cô đến vậy đó. Cái này gọi là thiên thời địa lợi. Cậu ấm như anh sẽ không hiểu được đâu. Thu thập ý kiến thôi mà. Chuyện nhỏ tôi làm cũng được chứ bộ. Không cần phải sử dụng cái tài lẻ đánh cờ như cô vậy đâu. Tôi thấy anh nên dẹp bỏ tính trẻ con của mình là vừa rồi đó. Muốn luyện như tôi cũng phải mất nhiều thời gian lắm đó.
Mà nè, đánh cờ sao không rủ người đánh chung cho vui, mà ngồi đánh một mình, bị tự kỷ hả? Ngoài rượu thì nó chính là thứ giúp tôi giết thời gian và quên đi nhiều nỗi đau. Anh biết không, cảm giác chiến thắng và chinh phục được một cột mốc do mình đặt ra cũng thú vị lắm. Làm việc đi. Làm thì làm gì dữ như vậy? Và theo tôi nghĩ là cần có một loại trà gần với văn hóa người Việt hơn nữa. Nói cụ thể hơn, cách uống trà của người miền Tây Nam Bộ xưa nay vẫn cần hương và vị đậm đà. Chính vì vậy mà các nhà sản xuất hay đưa hương liệu vào trong trà, nhưng mà để lâu thì sẽ rất là độc. Anh nghĩ sao? Theo tôi nghĩ các anh nên có hướng dẫn ngoài bao bì và cách thưởng thức trà truyền thống để người tiêu dùng quen dần cách uống trà, thưởng thức trà và tránh dùng trà tẩm hương liệu. Tụi em có hay uống trà không? Tụi em á cũng hay uống trà lắm, nhưng mà uống trà sữa thôi à. Nếu như có một loại trà sữa mà có vị của sâm dứa giúp cho mình thoải mái tinh thần, rồi vừa thỏa mãn khẩu vị của tụi em có dùng không? Dạ tất nhiên rồi, tại vì là em thấy sâm dứa pha với sữa cho một làn da đẹp. Vậy dạ. Như vậy chị hỏi là ngoài sâm dứa tụi em thích loại nào nữa? Anh Bảo, anh đói bụng chưa? Nè, ăn đi. Sao vậy? Bánh mì không phù hợp với loại công tử như anh hả? Lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên ghế đá ăn bánh mì như vậy. Cảm giác rất là tuyệt đó. Anh làm như bánh mì khó kiếm lắm vậy đó. Cho dù bây giờ cuộc sống rất bận rộn, không có thời gian ăn bánh mì, nhưng mà ngày xưa, thời sinh viên, ăn cũng phải ngán rồi chứ. Tôi không có thời sinh viên tươi đẹp ở Việt Nam. Vừa tốt nghiệp xong thì ba mẹ tôi đã đưa tôi ra nước ngoài để du học. Bao nhiêu ước mơ muốn thực hiện thời sinh viên tôi không hoàn thành được. Tôi hiểu cảm giác đó. Với tôi thì khoảng thời gian còn đi học là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Bánh mì không? Đưa đây mà. Ăn không? Có rồi nè. Để em vẽ cho. Ê. Cho anh biết tay nè. Sâu quá. Đây nè. Ngồi im nha. Nếu như người đính hôn với anh lúc đó là tôi, người anh gặp cũng là tôi, thì anh thấy thế nào? Chắc chắn anh sẽ không thể có tình yêu với Ngọc Anh, đúng không? Tình yêu như một định mệnh. Ông trời đã sắp đặt hai người có duyên gặp nhau, yêu nhau. Tôi và Ngọc Anh đến với nhau là vì tình yêu. Mắc cười. Không hiểu sao tôi lại đưa ra một giả thuyết dớ dẫn như vậy. Dù ở điểm xuất phát nào thì mãi mãi tôi sẽ không yêu một đối tượng như anh. Thì tôi cũng vậy thôi.
cô hoàn toàn không phải là mẫu người phụ nữ mà tôi thích. Cảm ơn. Gì vậy? Cảm ơn. Chào cô. Không biết giờ này anh đang làm gì. Càng lúc em càng xác định rõ lòng mình không thể nào sống thiếu anh được. Không hiểu sao mỗi lúc xa anh lại trong lòng em thấp thỏm bất an. Chỉ mong sao cho anh sớm trở về. Dù em biết chúng ta không thể ở gần nhau, nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày là em vui rồi. Ăn xong rồi, uống cũng xong rồi. Bây giờ tiếp tục tụi mình sẽ làm gì nữa đây? Lần đầu tiên tôi thấy anh nghiêm túc làm việc chứ vậy. Chắc là tôi bị lây bệnh của cô đó. Bây giờ trưa rồi, người cũng vắng nữa. Thôi, về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Chứ không thì cậu ấm như anh lại lăn ra bệnh. Tôi lại mang tội không biết chăm sóc chồng. Cô nhìn tôi yếu đuối vậy sao? Xin lỗi cô nha. Bây giờ cho dù là mưa gió bão bùng kéo tới đây cũng chưa chắc là thổi bay cuốn trôi tôi đâu ha. Trời bây giờ đang nắng, anh lại hình dung ra mưa gió bão bùng. Trí tưởng tượng của anh phong phú quá. Thì tại vì tôi vốn không có sợ nắng, chỉ sợ mưa gió thôi. Khi cô vui vẻ, tôi thấy tính tình của cô rất là giống Ngọc Anh. Ngọc Anh cũng từng kể với tôi rất nhiều về cô. Trước đây cô là người rất vui vẻ. Thật ra hình như người mà hiểu cô nhất chính là Ngọc Anh. Lúc nào Ngọc Anh cũng quan tâm tới cô hết. Ngọc Anh nói với tôi là lúc nào cô ấy cũng đau khổ và cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm. Hai người cứ như vậy thì làm sao mà tìm thấy hạnh phúc cho mình đây? Trọng Khôi đã không còn trên thế gian này nữa. Anh ấy yêu cô nhiều như vậy, nên tôi tin là anh ấy lúc nào cũng muốn cô sống vui vẻ nè. Tìm được một người mà cô yêu và chăm sóc cho bản thân của cô. Tôi cấm anh không được nhắc đến tên Trọng Khôi. Cả anh và Ngọc Anh không có quyền khuyên tôi phải sống như thế nào hết. Nè, nếu anh còn nhắc chuyện này một lần nữa thì người lãnh hậu quả nặng nề nhất chính là Ngọc Anh đó. Người đâu thất thường dữ vậy trời. Lúc thì mưa, lúc thì nắng. Ê, 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 đợi tôi với. Nhã Hơn. Hôm nay tôi gọi hai người đến đây là để làm rõ số trà trong phòng điều chế chưa xuất qua khâu chế biến để gặp vấn đề. Ai là người làm ăn cẩu thả thì tự nhận đi. Tôi đã có lịch trực rồi. Giờ đó là lịch trực của cậu và của Ngọc Anh. Có phải cậu lơ đãng sấy trà quá nhanh, để trà bảo quản không được lâu, có đúng không? Cô ấy vào đây với tư cách gì mọi người cũng đã biết rồi đó. Cổ giữa hơi giám đốc, tôi làm gì có tư cách xen vô. Lúc cổ đi ra không hề bàn giao công việc gì với tôi, nên lúc đó tôi cũng không chú ý máy móc hoạt động như thế nào, có quá nhanh hay không. Thôi, cậu đừng có từ chối trách nhiệm nữa. Cô anh là người kỹ tính từ trước tới nay rồi, mà lúc ra ngoài cũng đã báo với tôi là đã bàn giao cho cậu rồi. Việc này tôi sẽ báo cáo lên tổng giám đốc để có hướng xử lý cậu. Bây giờ cậu ra ngoài đi. Đi thì đi, làm gì dữ vậy? Chú đã nói giúp tôi. Rõ ràng hôm đó tôi đâu có gặp chú. Tôi cũng không báo cáo chú về vấn đề này. Tại sao?
Cô là người mới nên nhất định sẽ bị bồi thường rất nặng đó. Rất khó để cậu Bảo binh vực cho cô. Thì cô cứ coi như là tôi trả nợ cái lỗi lần trước. Không biết ông ta có mục đích gì mà lại giúp mình. Con người này không hề tốt với một ai. Phải có chủ tâm gì đó. Alo, Ngọc Anh hả? Dạ. Còn khỏe không? Con khỏe mẹ. Nè, giọng con sao vậy? Con bị bệnh phải không? Thôi, để mẹ chạy tới nhà máy thăm con nha. Mẹ, con không sao đâu mà. Con khỏe lắm. Mẹ đừng có lo cho con. Con lớn rồi, con biết tự chăm sóc cho mình mà. Thức ăn ở đó con ăn có hợp không? Con thèm ăn cái gì thì cứ nói với mẹ, mẹ nấu đem qua cho con nghe. Không cần đâu mà mẹ, con không thèm ăn gì hết á. Khi nào rảnh có về thăm mẹ nha. Mẹ đừng có đến nhà máy. Con không muốn mọi người ở đây biết về thân phận của con. Bây giờ con bận làm việc rồi, con nói chuyện với mẹ sau nha. Con phải giữ gìn sức khỏe đó nghe không? Đừng có làm việc quá sức rồi ngã bệnh đó. Dạ con biết rồi. Sao hôm nay ông về sớm vậy? Tôi đi bàn công việc với khách hàng rồi về luôn. Bà mới nói chuyện điện thoại với con anh hả? Sao rồi? Nó khỏe không? Nghe giọng của nó buồn buồn. Nhưng khi tôi hỏi nó có chuyện gì hay không thì nó nói không có. Nó nói vậy nhưng tôi thấy lo quá. Bà dặn nó nhớ giữ gìn sức khỏe. Coi có cần gì cứ về nhà mà lấy, hay là cho người đem qua đó cũng được. Tôi có hỏi rồi nhưng nó nói không cần. Thôi, ông lên thay đồ đi, rồi tôi dọn cơm cho ông ăn. Khỏi. Bữa nay tôi không ăn cơm nhà. Bữa nay bên suy gia mời, chút nữa tôi qua đó ăn cơm. Bà cứ ở nhà ăn cơm trước đi. Tôi không biết ngoài tôi ra anh chị Xui có mời ai nữa không. Đưa bà qua đó sợ người ta nhiều chuyện, nói nọ nói kia phiền lắm. Tôi biết rồi, tôi không sao đâu. Mà tôi dặn bà nè, có chuyện gì hai mẹ con muốn gặp nhau thì kêu nó về, hoặc là ra quán cũng được. Tốt nhất mà đừng lui tới nhà máy làm gì, không hay đâu. Sao? Bà thấy sao? Tôi hiểu rồi. Ông ấy luôn coi trọng sĩ diện. Vậy còn mình? Ngày đó đúng là mình vội vàng quá. Nếu mình không đặt chân về đây thì Ngọc Anh nó cũng sẽ không vướng vào cái vòng lẩn quẩn tình cảm này. Còn ông Bách, ông ấy đã biệt tâm bao nhiêu năm nay rồi, không biết bây giờ ông ấy sống ra sao. Mà mình còn nghĩ tới con người nhẫn tâm nó làm gì nữa chứ. Mình càng không muốn cho Ngọc Anh quay lại cuộc đời đó. Con gái ơi, tại sao con không nghe lời mẹ? Tình yêu sẽ khiến con đau khổ, con có biết không? Con nghe nè mẹ. Mọi việc ổn định hết không con? Mọi chuyện rất là thuận lợi mẹ à. Con đã làm xong hết tất cả mọi chuyện rồi. Ngày mai vợ chồng con sẽ về lại. Mẹ có muốn mua gì ở Sài Gòn không? Ngày mai con mua về cho mẹ. Thôi khỏi con, nhà mình đâu có thiếu gì đâu mà mua. Lo chạy xe cẩn thận đi. Dạ, con chào mẹ. Giảm bớt máy lạnh một chút được không? Cô thấy không khỏe trong người hả? Ở đây nắng quá, tôi không quen. Chắc là cô bị say nắng rồi. Dạ thưa, sự việc vừa xảy ra tôi phải báo cáo với tổng giám đốc để tổng giám đốc có hướng giải quyết. Thưa tổng giám đốc, tôi đã bị quan. Việc đó không phải do tôi làm. Đó là ca trực của anh tắc trách anh còn nói gì nữa.
Anh làm ở đây bao nhiêu lâu rồi? Sao lại để sơ suất như vậy? Lại còn không chịu nhận trách nhiệm nữa. Tôi không cần những nhân viên như anh nữa. Tôi quyết định đuổi việc anh. Tôi biết lỗi rồi. Vì tôi muốn về nhà sớm nên đã sấy quá nhanh. Xin tổng giám đốc cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi không thể bị đuổi việc được. Vì nhà tôi còn con nhỏ. Tôi không thể mất việc vào lúc này được. Giải quyết thôi việc cho ta đi. Dạ. Đừng mà tổng giám đốc. Ông cho tôi thêm cơ hội nữa đi. Khoan đã. Chuyện này là do lỗi của tôi, không phải lỗi của anh Bình. Muốn truy cứu trách nhiệm thì người đó phải là tôi. Nữ à, nữ. Nữ ơi. Dạ. Nữ. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Mày làm cái gì mà tao kêu muốn mỏi cổ mày mới lên vậy hả? Hả? Con á, con phê bình bà chủ đó nha. Gì? Trời ơi, nữ với mỹ nữ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nữ là một người phụ nữ bình thường, còn mỹ nữ là một người phụ nữ đẹp. Nó mới xứng với cái tầm của con. Nghe nè, nhà sắp có khách, mày không lo ở bếp, mày phụ mày đi đâu vậy hả? Mày đừng được đằng chân rồi lên đằng đầu nha. Làm không được tao đuổi cổ tao trả về cho ba má mày đó. Mày đừng nghĩ mày là cháu họ rồi mày muốn làm gì làm, nghe chưa? Bà nói vậy là bà mắng quan con đó. Tao nói gì quan? Hồi sáng giờ làm quần quật sau bếp kìa. Có mình con làm đãi khách cho bà chủ đó. Mày nói thiệt không? Chứ nữa, con biết hôm nay nhà mình có khách cho nên... Bà chủ thấy con có đẹp không? Thiệt, càng ngày ăn mặc không ra cái gì hết. Mày nên nhớ ở đây là vùng cao nguyên chứ không phải là Siberia ha. Quất hai cái má hồng giống như là ông địa vậy đó. Trời ơi, bà chủ không có fashion gì hết trơn á. Trời ơi, bây giờ cái này là modern đó bà chủ. Hả, bà chủ thấy không? Khách tới kìa, ra mở cổng. Dạ. Đi. Dạ. Đi lẹ lên coi. Cởi đôi guốc ra. Người ta đang chờ kìa. Dạ. Trời ơi, thiệt tình cái con này. Trời ơi. Dạ, chào anh Xui. Dạ, mời chào anh Xui chị. Vô nhà. Dạ. Dạ, mời anh Xui ngồi ạ. À. Dạ con. Con chào ông. Anh Xui, nó là cháu họ, cũng là người làm của tôi. Dạ. Nó hơi đặc biệt một chút. Dạ con ra sân bếp làm việc. Chào ông. Cảm ơn anh Xui đã nhận lời ăn cơm với gia đình của tôi. Chị đừng nói vậy. Mình là bạn bè thân thiết lâu nay, bây giờ lại là xui gia với nhau. Càng phải qua lại thường xuyên để cho tình cảm hai gia đình càng thêm thấm thiết. Dạ, anh Xui nói cái gì nghe cũng phải hết đó. À, anh Hải đâu rồi chị? Dạ, ông nhà tôi phải đi giải quyết một số vấn đề ở nhà máy á. Chắc anh cũng về liền thôi à. Vậy à. À, vợ chồng thằng Bảo lên Sài Gòn công việc sao rồi chị? Mấy bữa nay tụi bận quá cho nên chưa gọi điện thoại hỏi thăm nó coi sao. Dạ, hồi nãy thằng Bảo nó có gọi điện cho tôi. Nó nói là công việc ổn hết rồi. Nó nói là ngày mai vợ chồng nó về. Anh đừng có lo. Tôi kêu tụi nó đi chơi vài ngày nữa rồi hãy về. Coi như là hưởng tuần trăng mật đi. Vợ chồng nó hoàn thận như vậy tôi cũng mừng. Dạ. Tôi không mong gì hơn là thấy con gái tôi được hạnh phúc. Bao nhiêu năm nay tôi gầy dựng á. Dạ. Tôi không nói là hơn ai, nhưng cũng đủ cho con gái tôi sống cả đời. Chỉ cần thằng Bảo với con Khang sống hạnh phúc, sau này á, tôi sẽ để hết gia tài cho vợ chồng nó. Anh Xui à, anh Xui yên tâm đi. Thằng Bảo là đứa tình cảm, nó sẽ chăm sóc cho con Hân đàng hoàng. Điều tôi mong muốn trong lúc này là làm sao cho con dâu tôi mau chóng có thai, sanh cho vợ chồng tôi và anh một đứa cháu bụ bẩm. Để tôi có cháu mà ẩm bọng là tôi vui lắm rồi đó. Tôi rất mừng khi con Hân được vợ chồng anh chị thương yêu như vậy. Anh Xui, con Hân là đứa ngoan hiền, tôi rất là thương nó.
tôi luôn đặt nặng sự chung thủy, nên tuyệt đối tôi không cho thằng Bảo lăng nhăng bên ngoài. Tôi đang nghĩ là vợ chồng thằng Bảo vừa đẹp vừa thông minh, sau này đứa cháu tôi á chắc chắn sẽ là một đứa bé bụ bẩm dễ thương nhất, phải không anh? Đúng vậy. Dạ mời anh xuống uống nước. Dạ. Dạ. Nhã Hân được bên đó thương, coi như là nó có phước. Chỉ thương cho Ngọc Bình có cảm giác anh Bảo đang càng lúc càng thân thiện với Nhã Hân hơn. Có lẽ nào anh đã bắt đầu có tình cảm với Hân rồi. Hân xinh đẹp, sắc sảo, lại có điều kiện tốt như vậy, người đàn ông nào cũng dễ dàng có tình cảm thôi. Cứ trôi theo mưa mô gành đùa bon chen hận thù thương đau. Trời ơi, sao nóng như vậy nè? Nhớ Hân à, tỉnh lại nhớ Hân. Điều tôi mong muốn trong cuộc là làm sao cho con dân tôi mau chóng có thể sanh của vợ chồng tôi và anh là một đứa cháu bụ bẩm. Có người thương thì sẽ có người ghét. Cháu cứ sống ôn hòa vậy rất là tốt. Như trong hư vô tan hết rồi.